Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Lựa chọn tốt nhất cho tiền vệ phòng ngự United. MU đón tin cực vui từ Pogba nhờ hiệu ứng Rondo. Rondo tỏa sáng nhưng Bruno Fernandes mới giá trị nhất. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Solskjaer sẵn sàng loại Rondo. Ole Gunnar Solskjaer phát biểu rằng ông không bị áp lực phải sử dụng Cristiano Ronaldo ở mọi trận đấu. Ông nói, việc loại Ronaldo khỏi đội hình không phải là bất khả thi, nên nhớ Ronaldo đã 36 tuổi. Greenwood mới chỉ 19 tuổi cũng vậy. Tôi phải quản lý thời gian thi đấu của cậu ấy, cũng như của Ronaldo, cầu thủ đã 36 tuổi. Tôi nghĩ rằng sự có mặt của Ronaldo và Varane đã khiến mọi người ngạc nhiên bởi vì họ là những nhà vô địch, họ đã giành được mọi thứ và luôn đặt ra yêu cầu cho bản thân. Các cầu thủ trẻ và những người khác trong đội sẽ nhìn vào và nghĩ rằng đó là cách giúp họ luôn duy trì được phong độ đỉnh cao. Vì thế, sự có mặt của Rondo và Varane sẽ chỉ mang tới sự tích cực cho đội bóng. Edward lập công lớn cho MU. Trên khu vực VIP khán đài Old Trafford trận MU, Newcastle, người ta đã bắt gặp phó chủ tịch điều hành Edward của MU đứng cạnh người đại diện Jorge Mendes của Rondo trò chuyện rất thân mật. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail của Anh, Edward đã đóng vai trò lớn trong việc đưa Rondo trở lại MU. Edward được cho đã đối thoại với siêu có Mendes trong suốt mùa hè 2021, mặc dù thời điểm đó, việc Rondo rời Juventus được cho là khó xảy ra. Nhưng Edward, với sự nhạy cảm của mình, đã cảm nhận được điều gì đó, không ngừng liên lạc với Mendes, đồng thời thuyết phục giới chủ MU sẵn sàng cho một thương vụ lớn. Tới khi cơ hội mở ra, Edward đã hành động nhanh chóng để đảm bảo một thỏa thuận được hoàn tất. Bên cạnh Woodward, Sir Alex Ferguson cũng góp công lớn trong việc thuyết phục Rondo trở lại mái nhà xưa. Sir Alex chia sẻ, tôi không thể tưởng tượng Rondo sẽ chơi cho Man City. Tôi chỉ là một trong số những người góp công vào thương vụ này, nhưng tôi biết điều quan trọng là Rondo cũng muốn tới MU. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chúng tôi đều phấn khích và nhẹ nhõm. MU đón tin cực vui từ Pogba nhờ hiệu ứng Rondo. Việc CR7 trở lại Old Trafford cộng thêm quỷ đỏ sở hữu những cái tên chất lượng như Jadon Sancho hay Raphael Varane khiến tiền vệ người Pháp đang cảm thấy rất hài lòng với chính sách của câu lạc bộ cũng như khao khát chinh phục danh hiệu trong mùa giải năm nay từ đội bóng. Chính điều ấy đang thôi thúc cầu thủ này tạo ra điều mà mọi cổ động viên quỷ đỏ đều đang chờ đợi. Cụ thể, theo nguồn tin từ phóng viên David Osteen của tờ The Atlantic, Pogba đã sẵn sàng để tiến hành gia hạn với đội bóng. Hiện tại, hợp đồng giữa ngôi sao 28 tuổi của MU chỉ còn thời hạn tới tháng 6 năm 2022 và vì vậy, rất nhiều cổ động viên đang lo ngại Pogba sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm tới. Tuy nhiên, việc câu lạc bộ có khởi đầu ấn tượng cộng thêm tầm ảnh hưởng mà Rondo tạo ra đang khiến cho Pogba phải suy nghĩ lại về quyết định đó của mình. Pogba vừa đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên có 7 pha kiến tạo chỉ sau 4 trận đấu. Thậm chí, nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như hiện tại, anh hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa mà Henry cùng De Bruyne đang nắm giữ. Với việc Pogba đang hạnh phúc ở câu lạc bộ và sẵn sàng gia hạn, nhiều khả năng thỏa thuận giữa đôi bên sẽ được tiến hành trong quãng thời gian tới. Lựa chọn tốt nhất cho tiền vệ phòng ngự United. Theo Manchester Evening News, Wayfair Andy mới là tiền vệ phòng ngự mà MU nên mua trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Kể từ tháng 8 năm 2019, không có cầu thủ nào thực hiện nhiều pha tốc bóng hơn Andy ở top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Điều quan trọng là Andy thực hiện tốc bóng ở nhiều khu vực trên sân. 50 pha tốc bóng của Andy là ở khu vực 1/3 sân nhà, 49 pha tốc bóng khác của Andy ở khu vực 1/3 giữa sân và 9 cú tốc bóng còn lại là ở khu vực phòng ngự của đối phương. Andy cũng thực hiện 68 pha đánh chặn, 62 pha chặn cú sút và 77 pha phá bóng giải nguy. Anh không mắc lỗi trực tiếp nào dẫn tới bàn thua của Leicester City. Với Andy, MU sẽ có một cầu thủ có khả năng tranh cướp và phá lối chơi của đối thủ rất tốt, vượt trội hơn so với Fred, Matic hay thậm chí là Declan Rice của West Ham. West Ham chưa từ bỏ Jesse Lingard. Cụ thể, theo Total Fitches, West Ham sẽ quay trở lại hỏi mua Lingard vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Huấn luyện viên David Moyes đánh giá cao Lingard vì cầu thủ này từng ghi 9 bàn trong 16 trận ra sân cho West Ham ở mùa giải trước. Cá nhân Lingard cũng phải cân nhắc tương lai khi kỳ World Cup 2022 đã cận kề. Cầu thủ này chắc chắn không muốn phải ngồi nhà cứ như kỳ Euro 2020 vừa khép lại. Đó là cơ sở rất lớn để tin rằng Lingard sẽ gia nhập West Ham thời gian tới. Xuất hiện ông lớn muốn chiêu mộ De Gea. Theo Total Fitches, Juventus đã lên kế hoạch chiêu mộ David De Gea vào mùa hè tới. Thủ thành người Tây Ban Nha đánh mất vị trí vào tay Dean Henderson ở giai đoạn cuối mùa giải trước.
Tuy nhiên, kể từ đầu chiến dịch 2021-22, Henderson gặp chấn thương và dính COVID-19, De Gea đã tận dụng tốt cơ hội ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Solskjaer. Tuy nhiên, Henderson mới được xem là tương lai của Quỷ Đỏ. Ngôi sao người Anh chỉ mới 24 tuổi. Bên cạnh phản xạ và khả năng phán đoán tốt, Đen còn sử dụng chân nhuần nhuyễn, thích hợp để triển khai lối chơi từ sân nhà. De Gea đã 30 tuổi và hưởng mức lương cao ngất ngưỡng lên đến 375.000 bảng mỗi tuần. Man United vì vậy có lý do để bán thủ thành người Tây Ban Nha để không ngăn cản sự phát triển của Dean Henderson. Ronaldo tỏa sáng nhưng Bruno Fernandes giá trị nhất. Không ai trong số các cầu thủ MU đóng vai trò là nhân tố chủ chốt của MU đúng nghĩa như một Bruno Fernandes không thể ngăn chặn. Tiền vệ đồng hương với CR7 đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng của MU trước Newcastle bằng một cú sút xa không thể cản phá, nâng tổng số bàn thắng anh ghi cho MU ở giải ngoại hạng từ đầu mùa lên 4 bàn sau chỉ 4 trận. Sau 84 trận chơi cho MU, tiền vệ 27 tuổi đã ghi tới 44 bàn, một hiệu suất mà bất cứ tiền đạo nào cũng ước mong đạt được, không nói đến một tiền vệ. Bruno Fernandes chưa từng nếm trải thất bại sân khách nào ở giải ngoại hạng từ khi anh gia nhập MU 20 tháng trước. Khác biệt mà Bruno Fernandes thể hiện ở MU là cực lớn, từ tinh thần thi đấu tới hiệu suất tấn công, từ số trận thi đấu tới lối chơi pressing không mệt mỏi. Trước khi có Bruno Fernandes, MU kém top 4 hơn 10 điểm, nhưng sau khi Bruno gia nhập, họ thường xuyên nằm trong top 2 giải đấu cả về tính trình diễn lẫn các kết quả giành được. Bruno là chuyên gia đá 11m, đá phạt hàng rào, tạo khoảng trống, tạo đột biến, làm bóng cho đồng đội từ những góc dường như không tưởng. Có vẻ không có điểm yếu trong lối chơi tấn công của anh. Trước Newcastle, Bruno Fernandes một lần nữa thể hiện vai trò và các phẩm chất của mình. Ronaldo có thể là siêu sao chiếm chỗ trên các dòng tiết trên mặt báo, nhưng Bruno Fernandes vẫn là cầu thủ giá trị nhất của MU. Đã tới lúc Ole Solskjaer đưa MU trở lại với đỉnh cao. MU đang trải qua một mùa hè chuyển nhượng thực sự thành công, mang tới cho người hâm mộ đội bóng niềm vui sướng và sự vỡ òa. Với những Varane, Sancho hay Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer đã có một đội hình đẳng cấp để trở lại đỉnh cao. Cho tới lúc này, vẫn còn là quá sớm để nói về hai từ thành công với Man United bởi mùa giải mới chỉ trôi qua được 4 vòng đấu. Phía trước họ vẫn là cả một hành trình dài, cùng rất nhiều các thử thách đang chờ đợi. Nhưng chỉ ít, sau những gì diễn ra trên thị trường chuyển nhượng hay những gì người hâm mộ được thấy ở trận đấu với Newcastle, những ai yêu MU, quan tâm Quỷ Đỏ có lý do để hy vọng vào một mùa bóng như mơ cho câu lạc bộ này. Đã có thời điểm MU là ông vua tin đồn mỗi khi kỳ chuyển nhượng đến. Đã có lúc người ta xem đội bóng này như bậc thầy Photoshop khi chỉ minh họa các mục tiêu qua những tấm ảnh chứ chẳng thể biến họ trở thành thực tế. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Ở hiện tại, MU đang khiến tất cả ngỡ ngàng, đồng thời tạo ra sự vui sướng vỡ òa cho mọi cổ động viên. Solskjaer đã mang về 3 hợp đồng bom tấn vừa để bổ sung cho những vị trí vốn đang yếu ở đội bóng, song cũng thiếu ở câu lạc bộ. Sancho được kỳ vọng như một Ronaldo mới tại nhà hát của những giấc mơ và sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn được thi đấu bên cạnh chính CR7 để học hỏi cũng như trưởng thành từng ngày. Varane cho người ta cảm giác về một sự an tâm, về bản lĩnh và sự điềm tĩnh cần có với một trung vệ. Ronaldo thì khỏi bàn về tài năng của anh. Việc CR7 trở lại không chỉ là câu chuyện về sức hút mà còn là sự khẳng định cho tham vọng từ chính MU. Ronaldo là người luôn ám ảnh với những thành công, luôn trực trào khao khát vươn tới những mốc son chói lọi. Anh cùng MU làm điều đó, sang Real Madrid tiếp tục chinh phục các đỉnh cao và rồi khi Juventus không thể đáp ứng mong muốn, Ronaldo ra đi. Anh trở về nhà vì hiện tại MU cần anh, đồng thời anh cũng cần câu lạc bộ để cùng nhau bước lên ngôi cao nhất ở các giải đấu. Ronaldo đến với MU, anh không chỉ là niềm hy vọng về một sự tỏa sáng trên hàng công mà còn là người thầy dạy cho những đàn em trẻ tuổi như Rashford, Greenwood hay đặc biệt là Sancho cách trở thành một nhân tố đặc biệt nguy hiểm, một kẻ hủy diệt trên sân cỏ. Tất nhiên, sẽ là hoàn hảo nếu MU có thêm tân binh nơi hàng tiền vệ mà cụ thể là vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng suy cho cùng, đội bóng ấy đã có kỳ chuyển nhượng quá thành công khi mang về 3 bom tấn mà chỉ tốn có 125 triệu bảng. Đó là mức giá hời so với đẳng cấp từ chính những tân binh Quỷ Đỏ. Giờ thì Solskjaer đã có cho mình một Dream Team đúng nghĩa, đã sở hữu những ngôi sao thượng thặng, nói có khả năng tạo ra đột biến ở mức cao. Ngoài ba tân binh ấy, các cái tên như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Mark Rashford, Edinson Cavani, Harry Maguire, Luke Shaw hay Mason Greenwood cũng là những cầu thủ đủ sức liệt vào hàng world class. Nói không quá, MU đang sở hữu dàn đội hình mạnh nhất kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Vì thế, Solskjaer phải mang về cho đội bóng những thành công ở mùa giải năm nay, đó là áp lực nhưng cũng là động lực cho thầy trò huấn luyện viên người Na Uy. Lẽ dĩ nhiên, vô địch ngoại hạng Anh hay lên ngôi tại sân chơi Champions League là điều không dễ, nhưng với dàn cầu thủ đang có, MU đủ sức để làm nên nhiều điều khác biệt, đủ sức cho những cuộc đua chạy đua đường dài. Khi mà tương lai của Pogba vẫn còn đang bỏ ngỏ thì những thành công có được sẽ là thứ níu chân tiền vệ này ở lại với đội bóng.
Varane, Sancho, Rondo và nhiều ngôi sao khác, họ đã sẵn sàng để cống hiến, để trình diễn những gì tinh túy nhất của mình để đem lại niềm cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ Quỷ Đỏ. Giờ thì người ta chờ đợi vào cái tài của Solskjaer và hậu duệ huấn luyện viên vĩ đại Sir Alex Ferguson để hy vọng, để tin rằng người đàn ông ấy sẽ đưa câu lạc bộ trở lại với đỉnh cao, mang các danh hiệu quý giá về nơi mà nó vốn dĩ phải thuộc về. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.